Mình được anh 21 tuổi, đi phỏng vấn 3 lần rồi mới đậu. Và bển thì ở bang Philadelphia. Lúc đầu thì mình có người thân, nhưng mình chỉ khai là chị thôi, chị họ, nhưng mà chỉ khai người đó là bạn thôi. Thì nói chung là để chấm phiền phức á, những thông không tốt thì không nên khai đâu. Hồ sơ mấy lần trước đi thì có chút xíu thôi, rồi lần này đi thì mang cả một bì to nữa, nào là hình ảnh, hóa đơn rồi mọi thứ. Nói chung là chị thấy chuẩn bị mình nhiều lắm, mà vô trả xem vậy chứ không dẫn đậu. Xếp hàng thì không được nói chuyện, mấy người nói chuyện hay bị la lắm, kiểu như người này xem hồ sơ của người kia rồi chị chở nhau rồi á, là mấy cái chị an ninh hay la là mình bị chú ý. Xếp hàng cứ ngồi thẳng lưng, kiểu như là phong thái tự tin nhất có thể á, mà nhớ là cười tươi nha, bởi vì lúc đầu mình ở ngoài mình cười te tét gì nè, xong cái mình cười với cái chú lép vân tay nữa, giống như là gây thiện cảm nhỏ vậy. Xong lép phỏng vấn gặp ngay ông đó luôn, cảm thấy mọi thứ nó thoải mái hơn là nhiều khi mà mình cười, mọi thứ nó kỹ càng hơn. Lúc đầu em tự chuẩn bị nhiều lắm. Rồi ban đầu em tự chuẩn bị thì em đi phỏng vấn hồ sơ em có chút xíu à, có mấy tờ hồ sơ họ muốn coi cũng chả có gì để coi nữa, thì mọi thứ em không có làm cho nó rõ ràng, rồi cách trả lời nó cũng không có được suôn sẻ, không có thuyết phục lắm. Rồi qua đây thì mấy chị chuẩn bị thêm cho em nhiều thứ, hồi đó nhà em có kinh doanh mà không có làm giấy phép thì nọ đó, rồi xong rồi mấy chị cho em làm giấy phép, rồi mang hình ảnh chứng minh cho cái mọi người thấy là thu nhập của gia đình mình ổn định, rồi phải do công việc ổn định nữa, rồi cả việc học hành, mang cả giấy khen luôn. Hồ sơ lúc trước là người ta yêu cầu cái gì thì mình có đủ hết, nhưng mà những cái để chứng minh thêm cho bản thân mình thì mình không có. Cái việc cách mà bạn trả lời nữa, mà mình nghĩ là mình nói như vậy là mình nói cứ nói thật ra mọi thứ thì nó tốt rồi, đúng không? Tất nhiên là tốt rồi, nhưng mà cái cách nói của mình làm cho người khác cảm thấy là mình nói vậy là không có đúng, hoặc là mình khả năng của mình có đó nhưng mà mình lại không thuyết phục được họ là mình có khả năng. Nói chung là qua đây tốt hơn. Mấy chị chuẩn bị cho mấy bạn đủ mọi thứ, mấy bạn khỏi cần lo gì hết, chỉ cần học bài cho kỹ, cố gắng tự tin, chuẩn bị bản thân mình rồi đi thôi, khỏi lo gì hết. Mình khuyên mấy bạn là lúc đi phỏng vấn thì đừng có run, nhớ là tự tin thôi, vẫn cao đầu vậy, phải cười thật là tươi. Chúc mấy bạn thành công.